Các học sinh thân mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách Ánh Diều qua sách và bài tập bài 33 luyện tập. Bài tập số 1, tính 37 nhân với 26. Đây là phép nhân với số có hai chữ số. 37 nhân với 26 thì trước hết là các em lấy 6 nhân. 6 nhân xong thì các em sẽ lấy 2 nhân. Được chưa? Rồi, 6 nhân 7 bằng 42. Viết 2 nhớ 4. 6 nhân 3 bằng 18. Thêm 4 bằng 22. Các em viết 22. 222 ta gọi là tích riêng thứ nhất. Tiếp theo là các em lấy 2 nhân. 2 nhân 7 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. Nhưng các em lưu ý là viết 4 lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. Tiếp theo là 2 nhân 3 bằng 6. Thêm 1 bằng 7. 74 là tích riêng thứ hai. Bây giờ các em cộng hai tích riêng lại với nhau. Hạ 2. 2 cộng 4 bằng 6. 2 cộng 7 bằng 9. 962. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính còn lại nha. Tiếp theo là 82 nhân với 49. Các em lấy 9 nhân trước. 9 nhân 2 bằng 18. Viết 8 nhớ 1. 9 nhân 8 bằng 72. Thêm 1 bằng 73. Tiếp theo là các em lấy 4 nhân. 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân 8 bằng 32. Hạ 8. 3 cộng 8 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 7 cộng 2 bằng 9. Thêm 1 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4. 4.018. Rồi, 6.119 nhân với 34. Trước hết là các em lấy 4 nhân. 4 x 9 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 4 x 1 bằng 4, thêm 3 bằng 7. 4 x 1 bằng 4. 4 x 6 bằng 24, em viết 24. Tiếp theo là các em lấy 3 nhân. 3 x 9 bằng 27, viết 7 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5. 3 x 1 bằng 3. 3 x 6 bằng 18. Viết 18. Rồi các em cộng 2 tích riêng lại. Hạ 6. 7 cộng 7 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 4 cộng 5 bằng 9. 9 thêm 1 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7. Thêm 1 bằng 8. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 208.046. 11.081 nhân với 62. 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1. 2 nhân 1 bằng 2. 2 x 1 bằng 2. 6 x 1 bằng 6. 6 x 8 bằng 48. Viết 8 nhớ 4. 6 x 0 bằng 0. Thêm 4 bằng 4. 6 x 1 bằng 6. 6 x 1 bằng 6. Hạ 2. 6 cộng 6 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 1 cộng 8 bằng 9. Thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 4 bằng 6, thêm 1 bằng 7. 2 cộng 6 bằng 8, hạ 6. 687.022. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2, đặt tính đổi tính. Phép tính thứ nhất là 2.129
nhân với 43. Các em lấy 3 nhân trước. 3 nhân 9 bằng 27, viết 7 nhớ 2. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8. 3 nhân 1 bằng 3. 3 nhân 2 bằng 6. 6.387 là tích riêng thứ nhất. Tiếp theo, các em lấy 4 nhân. 4 nhân 9 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 4 nhân 2 bằng 8, thêm 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5. 4 nhân 2 bằng 8. 8.516 là tích riêng thứ hai. Bây giờ các em cộng hai tích riêng lại, hạ 7. 8 cộng 6 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. 91.547. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video, các em đặt tính rồi thực hiện các phép tính còn lại trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Tiếp theo là 2.331 nhân với 32. 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 2 bằng 4. 3 nhân 1 bằng 3. 3 nhân 3 bằng 9. 3 nhân 3 bằng 9. 3 nhân 2 bằng 6. Các em cộng lại, hạ 2. 6 cộng 3 bằng 9. 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 4 cộng 9 bằng 13, thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7. Bằng cách làm tương tự, chúng ta có kết quả của các phép tính. 1.408 nhân với 63 bằng 88.704. 10.617 nhân với 91 bằng 966.147. 960 nhân với 84 bằng 80.640. 7.500 nhân với 39 bằng 292.500. Rồi các em kiểm tra và so sánh xem là mình làm đã đúng hay chưa. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Một cửa hàng đã bán 40 kg gạo tẻ với giá 18.000 đồng 1 kg và 35 kg gạo nếp với giá là 25.000 đồng 1 kg. Hỏi cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền? Muốn biết cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền thì trước hết là các em sẽ tính số tiền cửa hàng thu được khi bán 40 kg gạo tẻ. 1 kg là 18.000 đồng. Vậy 40 kg, các em lấy 18.000 nhân với 40. Rồi các em tính xem là kết quả bằng bao nhiêu. À, bằng 720.000 đồng. Tiếp theo là các em tính số tiền cửa hàng thu được khi bán 35 kg gạo nếp. 1 kg gạo nếp giá 25.000 đồng. 35 kg, các em lấy 25.000 nhân với 35. Và chúng ta tính được kết quả bằng 875.000 đồng. Như vậy, cửa hàng đó thu được tất cả số tiền là, các em cộng hai kết quả lại, 720.000 cộng với 875.000 bằng 1.595.000 đồng. Rồi các em nhớ đáp số nha. 1.595.000 đồng. Rồi như vậy là bài này thầy giáo chia làm hai tiết. Các em có thể theo dõi tiếp tiết 2 bằng cách là các em gõ từ khóa và bài tập toán 4 cánh diều bài 33 tiết 2. Rồi xin chào và chúc em học tốt.